Hồng Loan được bà ngoại trao lại quyền thừa kế 500 tỷ. Bà ngoại Hồng Loan không còn nhiều thời gian nữa nên đã kêu cháu ngoại duy nhất là Hồng Loan về để trao lại toàn bộ tài sản cho cháu gái. Hồng Loan nhận được tin buồn, cô khóc rất nhiều vì thương bà ngoại. Mới nhận lại người thân chưa bao lâu, bây giờ ngoại đã không ổn. Hồng Loan đưa chồng và con cùng nhau về Bến Tre để thăm bà ngoại. Mới gặp mặt Hồng Loan đã ôm ngoại khóc rất nhiều. Bà cũng ôm Hồng Loan và chính thức muốn giao lại tài sản cho cháu gái. Bà muốn bù đắp tất cả những thiệt thòi mà Hồng Loan đã chịu. Bà còn gia tài này sẽ trao hết cho con. Hồng Loan quá bất ngờ khi được bà ngoại tin tưởng và yêu thương khi giao lại tài sản. Quá to, Hồng Loan rất ngại nên cũng không dám nhận vì sợ. Bà ngoại đã động viên Loan rất nhiều vì con là cháu ruột và là duy nhất của ngoại nên ngoại quyết định giao cho Hồng Loan, không một ai được nói gì hết. Xúc động trước tâm tư của bà ngoại, cuối cùng Hồng Loan đã chấp nhận sẽ giữ số tài sản của bà ngoại và hứa sẽ dùng số tiền đó một cách hợp lý, dùng làm từ thiện và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Các con của Hồng Loan cũng ôm bà, rất yêu thương vì vừa có cháu ngoại cố ở bên cho những ngày cuối đời. Hồng Loan hạnh phúc, sau 37 năm thăng trầm trong cuộc sống, bây giờ Loan đã gặt được trái ngọt. Sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại nỗi tiếc thương cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp khán giả. Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh mất không lâu, gia đình của ông liên tiếp vướng vào những ồn ào vì những tranh giành xung quanh vấn đề gia sản và mâu thuẫn tiền bạc. Thời gian qua, Hồng Loan bị vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con ca sĩ Hồng Phượng. Từ vụ tranh chấp này dấy lên tin đồn Hồng Loan không phải con ruột cố nghệ sĩ Vũ Linh, thậm chí cô không ngại đi xét nghiệm ADN để chứng minh thân phận của bản thân mình. Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ đã hé lộ chuyện xét nghiệm ADN của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và con gái là Hồng Loan. Anh cho biết kết quả sẽ được công bố với công chúng khi cần thiết vì tôn trọng con gái của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Còn đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cũng đề cập đến chuyện xét nghiệm ADN một cách chắc nịch. Bé Loan đều yêu thương ba mình và muốn bảo vệ ba. Còn những cái ngoài luồng không liên quan đến hồ sơ pháp lý, bé Loan không có chủ động. Ni nói như vậy để mọi người hiểu. Còn vấn đề ADN, ai ở bên đó mà thách thức, mọi người phải hiểu là nhiễm sắc thể của Loan là phải xét nghiệm với chú Năm hoặc bà nội, chứ không xét nghiệm với chú Bảy hay cô Sáu được. Nhưng những mẫu mô còn lưu lại, mẫu máu còn lưu trữ của chú có thể xét nghiệm với Loan cho kết quả. Từ mẫu máu đó, mẫu mô đó xét nghiệm với anh em ruột của chú Năm sẽ ra kết quả. Bình Tinh bị vu vạ ăn chặn tiền đi hát của ba nuôi, bức xúc tuyên bố, tôi sống ngẩng mặt nhìn đời. Từ sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, gia đình ông vướng nhiều chuyện rắc rối không thể giải quyết được. Bên cạnh những lùm xùm liên quan đến Hồng Loan và mẹ con Hồng Phượng, nhiều người con nuôi của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng cũng bị vả lây bởi ồn ào. Mới đây nhất, Bình Tinh bị cho là đã ăn chặn tiền đi hát của ba nuôi lúc ông còn sống. Trước những lời vu khống vô căn cứ, Bình Tinh đã quyết định lên tiếng. Nữ nghệ sĩ khẳng định ba nuôi là nghệ sĩ lớn, không ai có thể qua mặt. Cô cũng tự tin vào bản thân không làm điều gì sai trái, nên luôn ngẩng cao đầu mà sống. Bình Tinh bức xúc bày tỏ, nhiều người nói Bình Tinh là ăn chặn tiền. Một show diễn của ba Vũ Linh là 50 triệu, mà Tinh ăn 20 triệu, chỉ đưa cho ba Linh 30 triệu. Mọi người ơi, đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chứ không phải một nghệ sĩ bé nhỏ nào đó mà chúng ta có thể qua mặt được. Và ba Linh đi hát đến bất cứ điểm nào, các bầu show đều phải ra tay bắt mặt mừng. Thậm chí ba Vũ Linh với má Bảy rất là thân, cho nên Bình Tinh sống thì ngẩng mặt nhìn đời. Nói cho bạn nghe và tất cả mọi người cùng nghe, những người nào tung tin đồn này ra thì tự giải quyết với những người khán giả. Còn đối với ba Linh, Bình Tinh ngẩng mặt khi ba sống. Đến khi ba mất, Bình Tinh vẫn ngẩng mặt vì tất cả những điều mình đã làm cho ba. Muốn ăn chặn tiền của một ngôi sao là không phải dễ nha mọi người. Ví dụ chị SN nè, một đại gia bất động sản. Hôm nào chị thử mời một ngôi sao đến rồi chị có im lặng, đưa tiền cho người kế bên mà không cần thông qua người ngôi sao đó không? Giả dụ muốn mời Bình Tinh, cũng trực tiếp đến gặp Bình Tinh và hỏi lương Bình Tinh là bao nhiêu, làm gì chuyện ăn chặn đứng được. Nói chuyện vậy mà nói với trẻ con, chứ đừng nói với người lớn. Nếu Tinh làm trò đó thì Tinh không nhận được sự yêu thương của ba đến ngày ba mất. Cách đây không lâu, Bình Tinh bức xúc đăng tải ảnh chụp lại màn hình từ nhóm chat trên mạng xã hội có tên Fan Gia Đình Cậu Năm với nội dung tiêu cực, sai lệch về cô.
Đáng nói, những người trong nhóm chat này có những cái tên quen thuộc như Hồng Phượng, cháu gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, Kim Hoa, vợ chú Bảy, em ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cùng một số người khác. Bình Tinh méo máu chia sẻ, tôi không tin điều này có thể đến với tôi. Tôi có hại ai và động chạm đến ai không? Sao lại hại tôi vậy? Bà ơi, trong đây có ai bà soi xét giùm con? Ai là người chỉ huy? Ngay sau khi chia sẻ của Bình Tinh, dư luận không khỏi bức xúc vì nữ nghệ sĩ cải lương bị đem ra nói xấu bởi chính những người mình xem là gia đình. Nhiều bạn bè đồng nghiệp đã để lại lời nhắn động viên, an ủi con nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, không làm gì sai thì không cần phải sợ. Từ khi gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xảy ra chuyện cho đến nay, trong khi Vũ Luân thường xuyên lên tiếng bênh vực Hồng Loan, đối đầu với mẹ con cô Sáu, thì Bình Tinh luôn giữ im lặng để không làm mất hòa khí. Nữ nghệ sĩ hiếm khi chia sẻ về chuyện gia đình ba nuôi mà chỉ tập trung vào công việc. Thế nhưng Bình Tinh cũng bị nói xấu thế này, khiến cô không thể nhẫn nhịn. Nguyên Vũ tiết lộ đã âm thầm đưa Hồng Loan đi xét nghiệm ADN chứng minh quan hệ ruột thịt với nghệ sĩ Vũ Linh. Sau 49 ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, nội bộ gia đình liên tiếp xảy ra nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt câu chuyện con nuôi con ruột liên quan đến Hồng Loan nhận được nhiều sự quan tâm. Nguồn cơn từ việc Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh lên tiếng cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái của cố nghệ sĩ. Đồng thời Hồng Loan tuyên bố sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh là con ruột hay con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh. Cô còn tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng, nghệ sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ Tiểu Linh đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi sau khi ba cô mất. Bẵng đi thời gian, mặc nhiều lời nói không hay về mình, Hồng Loan chưa từng công bố kết quả ADN. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyên Vũ bất ngờ cho biết đã âm thầm cùng chị Diệu Ni, người đại diện phát ngôn cho Hồng Loan, thực hiện xét nghiệm ADN chứng minh quan hệ cha con giữa nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Loan. Anh khẳng định kết quả xét nghiệm ADN sẽ được công bố khi cần thiết. Qua lời chia sẻ của Nguyên Vũ, khán giả tin rằng Nguyên Vũ đã ngầm xác nhận Hồng Loan là con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên sự thật rõ ràng phải chờ ngày kết quả được công bố. Nguyên Vũ viết, việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay, thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Thời gian qua, ngoài ca sĩ Nguyên Vũ còn có chị Diệu Ni, Hoa hậu Phương Lê, nghệ sĩ Vũ Luân, Bình Tinh và nhiều nghệ sĩ lớn cũng lên tiếng ủng hộ bênh vực Hồng Loan giữa cuộc chiến với những người ruột thịt trong gia đình. Không chỉ có vậy, Phương Lê còn sẵn sàng hỗ trợ con gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng có một cuộc sống đầy đủ, no ấm hơn. Thế nhưng Hồng Loan chỉ muốn nhận tấm lòng của mọi người và vẫn luôn muốn tự làm việc để kiếm tiền. Gần đây khi công việc buôn bán online thuận lợi, Hồng Loan sẵn sàng chi một khoản tiền em họ là Bùm Bùm mua một chiếc xe máy khiến ai nấy cũng hết lời khen ngợi.